Rời khỏi tháp Hòa Bình, chúng tôi đi qua hương thất của Đức Phật trên đỉnh Đinh Thiếu. Người ta nói đỉnh núi giống hình chim thiếu, cũng có thuyết cho rằng trên núi có nhiều chim thiếu trú ngụ nên núi có tên thiếu. Theo sự khảo sát gần đây thì người ta cho rằng ở khoảng giữa thành Vương Xá cũ và mới có một dãy núi, trong đó có một dãy núi cao vút hơn ngàn mét trên khoảng đất rộng 224 mét, có một nham đài gọi là Chatagiri, là nơi mà Đức Phật đã nhiều lần diễn nói diệu pháp. Nhiều bộ kinh Đại Thừa quan trọng đã được Phật thuyết pháp tại đây, như kinh Pháp Hoa, kinh Đại Phẩm Bát Nhã, kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đà vì muốn đến nghe pháp nên ông đã lập nhiều công trình to lớn từ lưng chừng núi đến đỉnh núi, như đoạn đường lên núi dài khoảng 3 km được lát đá thành cấp bậc, mỗi bậc rộng hơn 10 bước. Trên đường lên hương thất của Phật có rải rác vài thạch thất của chư thánh đệ tử của Phật trú ngụ khi xưa. Đó là thạch thất của tôn giả Ananda và Xá Lợi Phất. Ngày nay, những thạch thất này vô cùng quạnh quẽ, không một đóa hoa, chẳng một lạc hương. Đây là hương thất của Đức Phật khi xưa. Những gì hiện còn chỉ trơ lại một nền thạch cũ. Chính tại nơi này, trong Pháp hội Linh Sơn, Ngài Ca Diếp đã nhận sự truyền thừa từ Đức Phật. Đó là một giai thoại Niêm Hoa Vi Tiếu nổi tiếng trong nhà thiền. Ngày nay, khách hành hương đến chiêm bái nơi đây, ai cũng không khỏi bồi hồi xúc động, cũng nuối tiếc, xót xa, buồn thương cho một phế tích hoang tàn. Chúng tôi đến viếng nơi đây, lòng chợt xao xuyến bâng khuâng khi thành tâm hồi tưởng về một thời quá khứ. Nền cũ vẫn còn đây, núi đồi thung lũng vẫn còn đây, mà người xưa đâu còn thấy. Chỉ có tiếng gió thì thầm bên tai, tiếng lá khô xào xạc bên đường. Tất cả như âm vang, như tiếng vọng ngàn năm ùa về từ dĩ vãng, một dĩ vãng mù khơi khuất nẻo xa mờ. Chúng tôi đang ghé vào thăm nhà ngục giam vua Tần Bà Sa La. Truyền sử ghi rằng sau khi quy y Đức Phật, Tần Bà Sa La trở thành một vị vua Phật tử gương mẫu, song oan khiên nhiều đời vẫn không tha thứ cho ông. Bởi quá tham vọng quyền lực ngai vàng, A Xà Thế đã nghe theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, nhẫn tâm chiếm ngôi vua và giam cha mình vào ngục. Nhờ pháp Phật nhiệm màu, nhờ sự an ủi động viên và tiếp tế lương thực của Hoàng hậu Vi Đề Hy, trong những ngày tháng còn lại của đời mình, Tần Bà Sa La vẫn sống an nhiên tự tại. Nhưng một lần nữa, A Xà Thế lại hạ lệnh giết vua cha. Chớ chiêu thay, ngày mà sắt lệnh A Xà Thế truyền ban cũng chính là ngày mà vợ ông đã hạ sinh cho ông một hoàng nam yêu dấu. Vi Đề Hy đã ngậm ngùi kể lại tình thương yêu của Tần Bà Sa La dành trọn cho ông. Hối hận vô cùng, ông tức tốc chạy vào ngục giam để có thể thú tội với cha. Nhưng muộn mất, Tần Bà Sa La đã hóa ra người thiên cổ. Còn nỗi thống hối nào lớn hơn sau ác tâm bạo tàn của A Xà Thế? Về sau, A Xà Thế đã quy y Đức Phật, trở thành một ngoại hộ đắc lực cho Đức Phật và tăng đoàn. Nhà ngục hiện còn chỉ là những nền đá trơ vơ, cỏ dại mọc đầy trong không gian cô liêu tịch mạc.